xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 38: kiềm hóa cơ thể để chữa ung thư. Tin đồn này cho rằng môi trường axit là nguồn gốc sinh ung thư, cũng như là môi trường để ung thư phát triển mạnh mẽ. Kiềm hóa máu là cách điều trị ung thư đúng đắn, và chúng ta có thể kiềm hóa máu thông qua thực phẩm. Những gì chúng ta ăn vào làm nước tiểu bị kiềm hóa sẽ giúp kiềm hóa máu và là thực phẩm tốt. Ngược lại, thực phẩm làm axit hóa nước tiểu sẽ làm axit hóa máu, và do đó chúng là những thực phẩm xấu cho sức khỏe. Một số thực phẩm tiêu biểu được phân loại theo giả thuyết này là nhóm axit: thịt đỏ, thịt gia cầm, cá, sữa, trứng, ngũ cốc và rượu. Nhóm trung tính: chất béo tự nhiên, tinh bột và đường. Nhóm kiềm: trái cây, các loại hạt, các loại đậu và rau. Sự thật là, mặc dù việc môi trường axit thúc đẩy sự phát triển của ung thư là có thật, nhưng những kết quả liên quan đến vấn đề này đến nay đều được tiến hành trên đĩa thí nghiệm, tức trong môi trường nhân tạo ngoài cơ thể. Sự tồn tại của môi trường axit trong khối u đúng là điều phổ biến trong hầu hết các loại ung thư dạng đặc, tức trừ các loại ung thư máu. Nhưng cũng tương tự với việc thiếu oxy ở khu vực quanh và trong khối u mà tin đồn kế tiếp sẽ nói đến. Môi trường axit này vừa có thể là nguyên nhân, vừa có thể là hệ quả của quá trình hình thành ung thư. Đứng ở góc độ là hệ quả, có thể đưa ra giả thiết rằng môi trường axit có thể là sản phẩm của quá trình hô hấp kỵ khí của khối u. Do tế bào ung thư có khả năng phân chia nhanh, nó tiêu thụ năng lượng nhanh, mà quá trình hô hấp cần oxy, hô hấp hiếu khí của tế bào không cung cấp năng lượng cho nó đủ nhanh. Hơn nữa, chính vì các mạch máu hình thành một cách bất thường xung quanh nó cũng là một kết quả của quá trình nảy sinh ung thư mà oxy không thể cung cấp đủ. Do đó, nếu muốn tồn tại, ung thư phải tích trữ những đột biến giúp nó chuyển cơ chế lấy năng lượng từ hô hấp hiếu khí sang hô hấp kỵ khí không cần oxy. Quá trình vừa không phụ thuộc oxy, vừa tạo năng lượng nhanh hơn hô hấp hiếu khí. Sản phẩm phụ của quá trình này là axit lactic được thải ra ngoài tế bào và làm môi trường xung quanh tế bào ung thư bị axit hóa. Đứng ở góc độ là nguyên nhân, có thể giả thiết rằng môi trường xung quanh những tế bào lỗi khi chưa đủ ác tính để thành ung thư, nếu bị axit hóa lâu ngày, sẽ là điều kiện chọn lọc tự nhiên, chọn lấy những tế bào có mang đột biến giúp chúng sống sót trong môi trường này. Vô tình, điều này lại thúc đẩy dịch chuyển cách thức hô hấp của tế bào từ hiếu khí sang kỵ khí. Điều khiển tế bào sẽ tạo ra năng lượng nhanh hơn và phát triển mạnh mẽ hơn, từ đó dễ dàng vượt qua những chọn lọc khác của cơ thể và tích lũy các đột biến ác tính. Đến nay, chưa có đủ bằng chứng để kết luận giả thiết nào là đúng. Tuy nhiên, dù axit có là nguyên nhân hay kết quả của quá trình nảy sinh ung thư, thì kiềm hóa máu cũng không đồng nghĩa với việc các tế bào lỗi sẽ không thành ung thư, hay tế bào ung thư sẽ tự chết đi. Đơn giản là gì? Tế bào thường cũng chết trong môi trường quá kiềm. Việc cố gắng kiềm hóa máu, dù bằng cách nào đi nữa, nếu không hiểu biết, sẽ dễ dẫn đến tình trạng nguy kịch cấp tính. Thực tế, máu của chúng ta luôn có cơ chế tự điều chỉnh cân bằng axit, kiềm một cách rất nghiêm ngặt và ở mức chỉ vừa hơi kiềm một chút, pH khoảng 7.36 đến 7.44. Nếu vượt qua khỏi mức cân bằng này, dù ở hướng axit hoặc kiềm, cơ thể ngay lập tức cân bằng lại thông qua thận đào thải lượng dư axit, kiềm vào nước tiểu, hoặc phổi thải axit carbonic qua hơi thở. Nếu chẳng may cơ chế cân bằng này bị phá vỡ, cơ thể sẽ bị rơi vào tình trạng bệnh cấp tính, cần phải xử lý gấp, nếu không có thể dẫn tới tử vong. Ví dụ, trong trường hợp nhiễm kiềm, chỉ cần pH máu lên 7.55, bạn sẽ có 45% nguy cơ tử vong, và nguy cơ này lên đến 80% nếu pH máu lên trên 7.65 với các triệu chứng cấp tính như nôn mửa, khó thở, mất ý thức, v.v. và có thể để lại di chứng rất nặng nề cho hệ thần kinh. Như đã nói ở trên, vì cơ thể luôn nhanh chóng tìm cách đạt lại cân bằng, việc dùng thực phẩm để kiềm hóa máu là điều bất khả thi. Thực phẩm có thể kiềm hóa, axit hóa máu, nhưng kết quả là tức thời. Lượng dư kiềm, axit này lập tức bị đào thải qua nước tiểu và hơi thở. Đó là lý do tại sao có hiện tượng nước tiểu có tính kiềm, axit khi ăn những loại thực phẩm nhất định. Và đó cũng là lý do tại sao độ kiềm, axit của nước tiểu không phản ánh được độ kiềm, axit của máu. Do đó, giả thiết của tin đồn hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Có một điểm tưởng như đúng ở tin đồn này, đó là các thực phẩm đã được khoa học chứng minh là không tốt cho sức khỏe nếu tiêu thụ nhiều hay thường xuyên đều được tin đồn này gán cho tính axit.
Tương tự, hầu hết các thực phẩm đã được khoa học chứng minh là tốt cho sức khỏe được gán cho tính kiềm. Việc kết nối tốt xấu này với tính kiềm axit là một sự ngụy khoa học khi mà các thực phẩm này tốt xấu đối với sức khỏe vì nhiều lý do khác không hề liên quan đến khả năng kiềm hóa axit hóa máu mà thực chất chỉ là kiềm hóa axit hóa nước tiểu. Ví dụ, thực tế khoa học đã chứng minh thịt đỏ có thể làm tăng nguy cơ ung thư đường ruột nếu tiêu thụ nhiều do chứa nhiều chất có thể kích hoạt biến đổi tế bào dẫn tới ung thư carcinogenesis chứ không phải như tin đồn vì đây là thực phẩm axit. Các loại trái cây được tin đồn này cho là thực phẩm kiềm tốt cho sức khỏe thì thực tế khoa học đã chứng minh rau củ quả thường tốt nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp chậm lão hóa và giảm sinh các chất gây ung thư. Sự thật, kiềm hóa máu không phải là cách đúng để trị ung thư. Thạc sĩ Nguyễn Cao Luân. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Bằng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.